Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước khi nhộn nhàng đau binh. Kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dìn dạng hai. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thương ngài rài tình tâm. Cơ thâm thì qua dịp thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Chú thích: ly loạn, ly là lìa, loạn là loạn lạc, không được bình yên. Ý nói gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, làm cho gia đình bá tánh tan nát, quyến thuộc chia ly. Đức Thầy nói: đời cùng ly loạn khắp chư bang. Đao binh, gươm đao và binh lính, ý chỉ cho sự chiến tranh giặc giả, làm cho nhân loại phải chết chóc bệnh tật. Bố kình, cũng đọc là bố kinh. Bố là giải, kinh là gai, do câu bố quần kinh thoa, mặc quần áo bằng bô giải, cài trăm bằng gai. Thành ngữ xuất phát từ điển Tích Lương Hồng. Lương Hồng, anh là người đời Ngụy Võ Đế Trung Hoa, học thức uyên bác và rất trọng điều khí tiết. Lương Hồng cưới vợ là nàng Mạnh Quan, con nhà giàu có. Lúc mới về nhà chồng, nàng ăn mặc lộng lẫy, trang sức theo con nhà đài cát. Lương Hồng lẳng lặng trong 7 ngày, không nhìn đến vợ. Mạnh Quan nhận biết, tự thay đổi hàng lụa, mặc quần áo vải, cài trăm bằng gai. Lương Hồng mừng rỡ bảo: đây mới chính là vợ của Lương Hồng. Không màng công danh phú quý, Hồng và vợ lo cài bừa và dệt cửi để sinh nhai. Tuy được chồng trọn yêu, nhưng lúc nào Mạnh Quan cũng hết lòng cung kính. Mỗi bữa ăn hay có vật gì đưa cho chồng, Mạnh Quan đều để vào cái mâm, đưa lên ngang mài để tỏ lòng kính trọng chồng. Mạnh Quan cử án tề mi, cho nên chữ bố kình có ý nói người vợ hiền từ chính đính, xử sự kính thuận với chồng. Truyện Kiều có câu: đã cho vào mực bố kình, đạo tùng phù lấy chữ trinh làm đầu. Vậy câu phụ nghĩa bố kình ở đây là chỉ cho con người đời nay, giữa chồng vợ cư xử với nhau, ít người được nghĩa ân chung thủy, thường phụ rải lẫn nhau. Cho nên Đức Thầy thường khuyên nhắc: tu là sửa trọn ân tình, thảo kháng chồng vợ bố kình, đừng phải. Trung hiếu, do câu trung quân vương, hiếu phụ mẫu, một dạ trung thành với tổ quốc gọi là trung, lòng tôn kính, bảo dưỡng và vâng lời cha mẹ gọi là hiếu.
trung và hiếu là hai trong tứ đại trọng ân. Đức Thầy nhận thấy con người hiện nay ít ai giữ vẹn được hiếu trung, nên Ngài thường khuyên: ham vui đào mừng chẳng xong rồi, trung hiếu giữ gìn phần con tôi. Lê thứ, lê là đen, thứ là đông, nhiều, cũng có nghĩa như chữ lê dân. Dân đen chỉ cho tất cả nhân dân. Tỉnh tâm, lòng thức tỉnh. Đối với mê tâm, tâm còn mê muội. Vậy tỉnh tâm ở đây là Đức Thầy khuyên mọi người hãy sớm tỉnh ngộ tu hành, lánh chốn mê đồ, trở về giác lộ, như Ngài hằng khuyên: sớm thức tỉnh tâm, tâm đạo chân, sau này về Phật với ngôi tiền. Cơ thâm thì họa diệt thâm. Cơ là mưu mẹo khôn khéo, thâm là sâu kín, là nhiều. Do câu thành ngữ cơ thâm họa diệt thâm có nghĩa nếu mình dùng mưu mẹo sâu độc hại người bao nhiêu thì kết cục mình cũng gánh lấy tai vạ sâu độc bấy nhiêu. Cổ thi có câu cơ thâm thì họa diệt thâm là thường. Đức Thầy nay cũng cho biết: cơ thâm họa diệt từ đây có, bộ mai thiên cơ ắt đạo quyền. Xưa nay sách sử thường ghi chép vấn đề này không bao giờ sai chạy. Vào thời Chiến Quốc có Lữ Bất Di, vốn là một tay thương buôn quỷ quyệt. Y xem tướng Hoàng Tôn nước Tần, biết người ấy sau này sang cả, có thể nối ngôi vua Tần mà làm chúa thiên hạ. Bất Di liền lập kế, gả vợ lẽ đang có thai 3 tháng cho dị nhân, và gạt tướng Triệu lén đưa vợ chồng dị nhân về nước Tần. Quả sao dị nhân làm vua và Lữ Bất Di làm tướng quốc. Di lại tư thông với vợ cũ, vua Tần, dị nhân Băng Hà. Thái tử Chính vốn là con ruột Lữ Bất Di nối ngôi, xưng là Thủy Hoàng Đế. Thế là dòng họ Dinh của Tần kể như bị diệt. Bất Di càng ngày càng buông lung, nên bị Thủy Hoàng hạ ngục, rồi sau bị ép chết, bia danh xấu muôn đời. Hùm beo, cọp và beo là hai loài thú rất hung bạo, ăn thịt các loài vật, cả đến loài người. Câu rồi sao sẽ thấy hùm beo là Đức Thầy tiên tri sau này cơ tận diệt sẽ có cảnh thú ăn thịt người. Một đoạn giảng khác Ngài nói: hổ làng ác thú muôn bày, lớp bay lớp chài sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Hiểm nghèo, nguy hiểm nghèo ngặt. Ví dụ, bá tánh gặp tai nạn chiến tranh, nghèo đói rất nguy ngặt. Lược giải từ câu 9 đến câu 20. Đoạn giảng này, Đức Thầy diễn tả bối cảnh hiện đại trong thế giới. Các nước từ Âu sang Á đang lâm vào dòng đệ nhị thế chiến.
Cuộc tranh giành loạn lạc diễn khắp nơi, khiến chúng dân phải sống cuộc đời điêu linh đồ tháng. Lòng người trở nên tham tàn bạo ác. Tình trạng tôi bất trung, con bất hiếu, vợ bất nghĩa, chồng bất nhân thường xảy ra khắp xã hội. Lời sấm giảng của Đức Thầy là một hồi chuông cảnh tỉnh bá gia, sớm hồi tâm hướng thiện, mạnh tin nơi lẽ tội phước báo ứng, hại nhân thì nhân hại, và mưu sâu thì quả cũng thâm. Mà xưa nay sử kinh hằng ghi chép không hề sai chạy. Với những người trí thức, khi nghe đến lời sấm kinh, ai cũng lo buồn, tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ còn mê thì cười cho rằng, làm gì có cảnh hiểm nghèo như thế. Đức Thầy rất xót thương cho số người kém duyên thiếu trí ấy.